Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Ngày hôm nay thì cửa hàng em có về được một ít micro Zelacard R3300. Thì đối với sản phẩm này thì đây là một trong những dòng micro bán chạy nhất trên thị trường hiện nay các bác nhé. Hầu như là cửa hàng em cứ về được lô nào là sẽ hết lô đó. Đó, và hôm nay thì cũng vớt vát được tổng cộng đâu chỉ có 17-18 bộ thôi. Thì cũng review lên luôn. Và đây em nhắc lại, đây là hàng tuyển chọn các bác nhé. Hàng tuyển chọn chính hãng của Zelacard. Và đây là mic bãi, không phải mic mới. Nhiều anh em có hỏi em rằng là với số tiền ông bán ra thì tôi mua bộ mic mới cho rồi, thì em cũng xin thưa, em xin thưa, với một cái chất lượng, một cái tiêu chuẩn ở bên Trung Quốc nó sẽ khác hoàn toàn với Việt Nam các bác nhé. Cũng một cặp loa các bạn, cũng một cặp loa, thậm chí là em chỉ cần nói nôm na là chỉ một cân hoa quả thôi. Bên Trung Quốc nó phải chọn những quả ngon nhất, quả đẹp nhất theo tiêu chuẩn của nó, với cái hàm lượng phân bón rồi là hàm lượng hóa học, và sau đó nó mới được nhập vào. Đó là một trong những thị trường khó tính hơn chúng ta rất là nhiều. Đấy, cho nên mic Zelacard có những bộ mic micro bãi giá còn đắt hơn cả là những dòng mic mới trên thị trường hiện nay. Đó là em xin nói trước. Cái thứ hai, Zelacard là thương hiệu của Mỹ và được sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải là sản xuất tại Mỹ hoặc là bãi Mỹ các bác nhé. Nếu mà là bãi Mỹ thì nó phải được sản xuất tại Mỹ và made in USA. Còn đây là hàng bãi nội địa của Trung Quốc. Thì với cái những sản phẩm này thì hầu hết anh em âm thanh là lấy trực tiếp từ những phòng kinh doanh karaoke hoặc những cái trung tâm hội nghị của Trung Quốc, bởi vì bên đó họ làm rất là nhiều các bác nhé, họ làm rất là nhiều và họ sản xuất ra được, cho nên là họ sẽ thay thế theo năm đó. Chính vì vậy mà dòng micro Zelacard nó về cái chất lượng của nó, từ tiếng cho đến sóng các bác, cho đến sự ổn định, thì nó hầu như là nó là một trong những cái dòng mic đứng đầu luôn. Nó cùng với BBS và Beyer thì hiện tại bây giờ nó là một trong những dòng mic đứng đầu về cái giá trị sử dụng cũng như là anh em rất là quan tâm. Thì đối với mã R3300 cũng giống như ST228 hoặc là mã E9 thì nó sẽ không có tự ngắt. Nó không có tự ngắt. Tuy nhiên về chất lượng sóng và tiếng của nó thì quá tuyệt vời rồi. Lô này em nói là hàng tuyển chọn, và làm sao? Thứ nhất là tất cả những cái màn hình các bác nhé. Tất cả những màn hình là không bị đốm. Có nghĩa là thường thường các bác mua thì thỉnh thoảng vẫn thấy một cái màn hình nó có một chấm đen ở cái màn hình này. Thì đó gọi là tình trạng bị đốm màng. Tất nhiên là nó cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng âm thanh các bác nhé. Nó không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Tuy nhiên giá thành nó sẽ rẻ một chút. Nó giá sẽ rẻ một chút. Cái thứ hai là những cái đít này nó bị vỡ hoặc là nó bị cũ nhiều. Thì em cũng xin thưa luôn là tất cả những cái này đều được thay mới. Và giá của một cái đít này cũng không hề rẻ các bác nhé. Đó, đều được thay mới các bác nhé. Zelacard. Bởi vì cái phụ kiện của Zelacard cũng khá là đầy đủ. Khá là đầy đủ. Tuy nhiên giá rất là cao. Giá phụ kiện của Zelacard có thể nói là giá trên trời luôn, rất là mắc tiền. Cho nên là hầu như là anh em vẫn tận dụng lại những cái này bán ra, và tất nhiên giá thành phải giảm xuống một chút cho các bác. Còn ngày hôm nay mọi người chỉ cần quan tâm đến giá thôi. Còn về độ đẹp, về chất lượng thì cửa hàng em sẽ bao. Và với sản phẩm micro Zelacard thì cửa hàng em vẫn bao các bác, bảo hành các bác là 6 tháng các bác nhé. Bảo hành 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng. Đó, còn bảo trì sau này anh em có một cái vấn đề gì làm rơi rớt hoặc như thế nào đó thì cửa hàng em vẫn hỗ trợ sau khi kết thúc cái thời hạn bảo hành. Đó. Đây, cái lô này còn rất đẹp các bác nha. Rất đẹp luôn. Và em sẽ không có quay quá nhiều về mặt trước mặt sau của dòng này nữa. Bởi vì là có rất là nhiều review rồi. Có rất là nhiều review rồi. Kể cả bản thân em cũng có rất là nhiều những cái clip review cũng như là giới thiệu những sản phẩm trên là cả R3300, ST228, EU9008 hoặc là R3500, rất nhiều các bác nhé. Đó, đặc trưng luôn. Zelacard thì nó làm nó quá là chất rồi. Cái tiêu chuẩn của nó theo tiêu chuẩn công nghệ của Mỹ các bác nhé. Cho nên nó làm nó rất là chi tiết. Đó. Tất cả những con vít bên trong các bác này, tất cả những con vít bên trong nó đều được đổ keo đỏ. Đó. Và sử dụng vít lục lăng cho toàn bộ con vít ở trên cái đầu thu như tai mic, nó đều sử dụng là vít lục lăng. Này là giò IR các bác nhé, giò IR, giò hồng ngoại. Đó. Tất cả những cái số code các thứ đều có hết nhá. Ghi tên tật ở trên cái mainboard luôn, trực tiếp trên cái mainboard luôn. Nói chung cái lô này rất đẹp các bác ạ, rất đẹp. Zelacard thì nó luôn luôn đẹp. Đó, thực sự nó luôn luôn là những cái micro, cái đầu thu rất là đẹp, thiết kế của nó bất cứ mã nào cũng thấy đẹp. Và ở đường đây, đây là cái chiếc áp để chúng ta tăng giảm dB. Tăng giảm dB. Còn bên trong của tai mic thì nó sẽ có một cái gạt hai lâu là sóng xa sóng gần đấy. Đó, ở trên cái đầu thu này cũng có chỉnh sóng xa sóng gần các bác nhé. Và volume nó sẽ nằm đằng sau. Đó, hai cái chiếc áp volume sẽ nằm đằng sau. Jack Canon hoặc là jack 6 ly cho chúng ta kết nối, và nguồn là 12V.
cái lô này về thì anten zin đi theo cái cặp mic này còn nguyên các bác nhé, anten zin còn nhé, có anten zin, có nguồn bãi ngon luôn đó, đi theo cái dòng này nên anh em cũng không phải lăn tăn về cái nguồn hay là cái dầu gì hết, tất cả là đồng bộ chuẩn chỉnh cho các bác. Để nói là hàng tuyến chọn thì tất cả phải chuẩn các bác nhé, tất cả phải chuẩn đó, màn hình 10 cái như một, tay chân rất đẹp các bác nhé, tay chân là rõ. Em nói luôn, để làm sao mà có những cái bộ mic nó đẹp như thế này thì em cũng xin thưa tất cả đều phải xử lý, anh em đều phải bỏ công ra để xử lý nó mới đẹp thế này, chứ còn anh em đừng có nghĩ rằng là tay sơn zin, tay sơn zin đẹp thế này là không có. Bởi vì những cái đời này ấy, bác bây giờ kể cả anh em dùng bất cứ một cái mic gì chăng nữa, theo thời gian thì nó, bởi vì là chúng ta cầm là cầm tay chân, mà trong cái môi trường quán xá người ta bốc thức ăn, người ta cầm thức ăn, ăn bò khô, ăn đủ thứ rồi người ta cầm, người ta hát vào, thì qua một thời gian thì tất cả những cái hóa chất đó nó sẽ ngấm vào trong cái đi, sẽ đi qua cái lớp sơn, hoặc là nó bị xước xác, nó lăn qua lại xước xác thì những cái đó nó sẽ bị bẩn, hoặc là nó bị xước xác là chuyện bình thường các bác nhé. Còn như cái này là anh em đều phải bỏ công ra để dọn dẹp cho các bác. Còn anh em thì sẽ có người sẽ kỹ hoặc là không kỹ, có người chi tiết và có người sẽ không chi tiết. Còn đến với em, tất cả mọi thứ đều phải là hoàn hảo. Còn giá em xin công khai luôn, một bộ micro Zelacac R3300 này cửa hàng em vẫn áp dụng giá 2.600.000 các bác nhá, 2.600.000. Tất cả là bao zin, bao xịn và bao đẹp cho các bác. Đó, còn tiếng thì và sóng thì có rất là nhiều anh em quảng cáo hộ em rồi, em sẽ không nói thêm. Thì bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với Hoàng Em Thanh số điện thoại 0908 913171. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.